À, thì hôm nay mình sẽ review về cái hàng BCA này, nhưng mà trước khi review về BCA này thì mình xin chia sẻ với anh em là mình có hai hộp quay thực vật. Thì hai hộp này mình sẽ bán rẻ anh em là giá 600 ngàn một hộp. Thì hôm bữa con mình cũng có làm cái video thì giá của nó là 800 mấy 900 rưỡi á. Thì hôm nay thì giảm giá chỉ còn có 600 ngàn hộp thôi. Anh em nào mà cần quay thực vật đó thì cứ liên hệ thẳng với mình nha. Rồi mình sẽ tư vấn anh em sau. Thì nó đều là quay thực vật hết anh em. Cái này là Ravusan. Ravusan này thì anh em cũng chắc không xa lạ nữa, tại vì lúc trước bên BBT cũng có nhập Ravusan đó. Ravusan này là vị vani nha anh em, vani. Và cái thằng này là hàng bên BBI của Kim Điền nhập khẩu nè. Thì cái này là sách tay nha anh em, cái này sách tay chứ không phải là hàng nhập khẩu chính hãng, sách tay. Còn cái này là hàng bên Kim Điền nhập khẩu, thì cái này là vị vani luôn. Và lúc trước mình cũng có làm một cái video mà mình review cho anh em về cái vị vani mà quay thực vật này nè, thì anh em có thể lục lại cái video đó để xem nha. Thì hai hộp này đang sale với anh em là mỗi một hộp là 600 ngàn hộp đó. Thì anh em nào mà cần liên hệ với mình nha. À, tiếp theo thì mình sẽ nói về cái hàng BCA này. Thì cái này là một cái loại BCA mà anh em mình uống tiết kiệm anh em. Khá là tiết kiệm tại vì nó 90 servings. 90 servings mà giá của nó là 1.050.000 ngàn. Thì giá này mình thấy là ok anh em, trong cái thời buổi lạm phát này mà cái gì cũng lên giá, nhưng mà cái loại này chỉ có, nhưng mà giá này là khá là rẻ đó anh em, tại vì trong cái thời buổi lạm phát này cái gì cũng lên giá mà cái loại này giá nó đang ổn như vậy là ok. Tại vì hồi xưa thì cái hàng ten BCA mà loại 90 servings giá nó cũng khoảng 1.1 triệu, 1.250.000 rồi đó, nhưng mà cái này chỉ có 1.050.000 thì ok đó anh em. Cái loại này nó có 7 gram BCA mà có 2 gram citrulline, ngoài ra thì có thêm 250 mg điện giải đó nè, điện giải đây nè, 250 mg điện giải đó nha, sodium, potassium với là magie. À, cái tỷ lệ của hàng BCA này cũng là 2:1:1 luôn nha anh em. Lysine là 3.5 nè, valine là 1.75, với lại isoleucine cũng là 1.75. Citrulline này là 2 gram, 2 gram. Cái này vị là xoài nha anh em, vị xoài. Thì vị xoài đó giờ mình uống cũng khá là nhiều vị xoài rồi, nhưng mà cái vị xoài này mình chưa có uống. À, nhưng mà chắc là nó sẽ ngon anh em. Vị xoài thì thường vị xoài rất là ngon nha anh em, thơm lắm. Hàng này bên Mix Shop nhập khẩu nha anh em, hàng này cũng mới thôi, mới về đây thôi. Thì anh em nào mà cần cứ liên hệ mình nha. Mình vẫn để số Zalo phía bên trên góc màn hình, với lại cái link Facebook mình để phía bên dưới cái phần mô tả video đó mà anh em dễ liên lạc nha. Anh em cứ liên hệ mình đi rồi mình biết thì mình sẽ tư vấn nấy nha. Này chỉ làm video ngắn mình chia sẻ với anh em vậy thôi. Và khi nào có gì hay hay là mới thì mình lại làm video mình chia sẻ tiếp nha. Bye bye mọi người nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.